Tiếp tục thông tin về công tác giải phóng mặt bằng tại khu đô thị mới Đông Bắc, thành phố Phan Rang Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận, không chỉ đưa ra mức giá đền bù giải phóng mặt bằng siêu rẻ 60 đến 70 ngàn đồng một mét vuông. Quá trình tiến hành giải phóng mặt bằng tại địa phương này cũng đang bộc lộ nhiều sai phạm. Đây là nguyên nhân khiến khiếu kiện của người dân kéo dài. Phản ánh của nhóm phóng viên chương trình Alo Đường Dây Nóng. Đây là 3 văn bản bàn giao hiện trường để cơ quan chức năng giải phóng mặt bằng của một hộ dân tại dự án khu đô thị mới Đông Bắc, tỉnh Ninh Thuận, gồm biên bản kiểm kê đo đạc, biên bản giao quyết định xây dựng và biên bản vận động nhận tiền bàn giao mặt bằng, được ký giữa 3 bên chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Rõ ràng là các văn bản quan trọng quá trình thu hồi đất. Điều lạ là chính những người dân có tên lại khẳng định không hề ký vào các văn bản này. Như vậy, chỉ có thể các văn bản này được lập khống. Khi tôi phát hiện ra những cái giấy tờ giả mạo, thì tôi có yêu cầu tòa giám định lại, nhưng mà tòa bác hết. Cho nên đâm ra làm cho tôi bức xúc, kiến nghị ở gia đình là nếu mà tòa đã bác dưới này thì gia đình sẽ đi nêm lên tòa cấp trên. Còn đây là dự án khu đô thị Phan Rang, Tháp Chàm. Sau 6 năm từ ngày triển khai, chỉ có một con đường, vài cây xanh và những hộp đèn được xây dựng. Thế nhưng, chừng đó đã đủ để chủ đầu tư là công ty Thành Đông phân lô bán nền một cách công khai. Thậm chí, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh còn cấp sổ đỏ cho các hộ mua lại phần diện tích phân lô nói trên. Trao đổi với phóng viên chương trình Alo Đường Dây Nóng, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Ninh Thuận xác nhận, sổ đỏ trên được cấp ngay khi công ty Thành Đông chưa làm xong cơ sở hạ tầng theo đúng yêu cầu với khu đô thị. Một câu hỏi tôi có thể trả lời được, đó là tại thời điểm đó là hoàn thành hạ tầng chưa, là chắc chắn là có những đoạn là chưa đâu, chưa hoàn thành, đó là chuyện rõ ràng. Thì tại thời điểm đó là ủy ban tỉnh cho nhà đầu tư chuyển nhượng, ủy ban tỉnh mà cho nhà đầu tư chuyển nhượng trên cái cơ sở mà đã kiểm tra các cái bọc điêu và diện tích nó không thay đổi với thực địa, thì cấp giấy chứng nhận cho nhà đầu tư, thì nhà đầu tư thực hiện các cái quyền này đối với người sử dụng đất mà họ có nhu cầu, thì chắc chắn tinh thần như vậy thì của bộ và của xây dựng thì lúc đó mới dám làm. Theo quy định tại Điều 41, Nghị định 43/2014, hướng dẫn thi hành luật đất đai số 45, nhà đầu tư khu đô thị mới chỉ được phân lô, bán nền khi đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Việc tỉnh Ninh Thuận vượt rào cho phép nhà đầu tư bán đất phân lô khi chưa đủ điều kiện, phải chăng là một sự ưu ái? Và có phải được ưu ái nên trong những ngày cuối tháng 6 vừa qua, khi phóng viên Alo Đường Dây Nóng xuất hiện tại công trình, đã vấp phải sự cản trở của một nhóm người tự xưng là đại diện công ty Thành Đông. Tôi nói mấy anh đứng về phía đây. Anh đừng có chạm vào máy của tôi. Anh có đâu, có địa phương tới đây không? Anh đừng có chạm. Để nhà báo lên là việc. Ok, tôi quay.